TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Quý vị thấy trên màn ảnh đó là TV256 đã vào trang nhà của ông Nguyễn Phú Trọng. Và hiện tại TV đang đọc cái bài viết "Để Đảng luôn xứng đáng với vai trò tiền phong". Thì nói ngay bài viết này nó dài lắm. TV chỉ chú tâm đến cái bức hình của ông Nguyễn Phú Trọng thôi. Hiện tại quý anh chị em thấy cái bức hình của ông Nguyễn Phú Trọng, và ông nói một cái câu là đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Thì TV hiểu đơn giản cái này là đặt tổ quốc lên trên hết. Quốc gia dân tộc là tổ quốc, không có gì sai hết. Đây là điều mà rất là đứng đắn, mà hồi nào tới giờ đó TV mới biết được là đây đó là một cái sự thay đổi rất là lớn đối với TV256. Thành ra ngày hôm nay đó TV256 không có kêu là ông Trọng nữa, mà TV nghĩ là nên ông xứng đáng được gọi là anh Trọng thôi đúng hơn. Là cái chữ anh đó có thể nói lên cái sự mà quý mến của TV256. TV gọi là anh Trọng, chứ không phải gọi là ông Trọng nữa, hoặc là gọi tên thẳng là Nguyễn Phú Trọng. Vì Nguyễn Phú Trọng này đã gây ra tội ác đối với dân tộc Việt Nam, và luôn luôn là phản lời phản quốc đó. Tại vì đó, ảnh chưa bao giờ ảnh đặt cái tổ quốc lên trên hết. Mà ngày hôm nay TV thấy ảnh nói cái câu này là phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Thì đó là ảnh nói cái vấn đề là tổ quốc lên trên hết. Và đó là điều mà thay đổi mà TV thấy rất là thích. Và TV nghĩ rằng là toàn dân cũng vậy. Cả mọi quốc gia trên thế giới họ đều hành xử như vậy. Họ đặt cái tổ quốc của họ lên trên hết. Thì tổ quốc ở trong đó là có quốc gia, dân tộc, họ đặt lên trên hết. Thì vì lý do đó đó, TV256 có viết một bài viết ở Facebook đó, để với cái tựa đề bài viết đó là "Thư gửi cho anh Trọng". Thì TV muốn quý anh chị em lắng nghe cái bài viết đó nha. Để TV lấy cái bài viết đó. Thì bức thư đó được gửi cho anh Trọng, Nguyễn Phú Trọng, TV256, ngày 21 tháng 7 năm 2019, yêu cầu phổ biến tự do. Thì TV mới viết đây thôi. Mới viết đây thì bây giờ là bước sang ngày 22 tháng 7 rồi. Và hiện tại TV đang nói là vào lúc 8 giờ 47 sáng nha, giờ Việt Nam. TV256 ngày 21 tháng 7 năm 2019, yêu cầu phổ biến tự do. Trọng ơi, tôi không ngờ anh đã thay đổi tư duy của mình và muốn mở ngoặc phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, đóng ngoặc. TV256 mừng lắm. Trọng ơi, anh là tối cao quyền lực mà. Tôi mong anh thực hiện lời anh nói. Ngay lúc này, tôi hẹn anh trong 3 ngày. Anh hãy kéo ngay cái bảng mở ngoặc Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm đi, đóng ngoặc. Khẩu hiệu này nó được treo trên cao nhất, còn cao hơn cả quốc gia và dân tộc. Nói chung là nó còn đứng cao hơn cả tổ quốc Việt Nam, đóng ngoặc. Anh Trọng ơi, có lẽ trong một thời gian dài, cá nhân anh đã quên tổ quốc Việt Nam là trên hết, đóng ngoặc rồi. Nay tình cờ TV256 vào trang nhà Nguyễn Phú Trọng ORG của anh, mới biết anh có sự thay đổi tư duy đặc biệt này, đúng ý nguyện của TV256. Và rất đúng theo ý nguyện của toàn dân, tổ quốc trên hết. Và tôi khẳng định điều đó
chính là mọi người đều mong muốn. Cá nhân tôi tin rằng anh đã nhìn ra sự sai lầm và quyết tâm thay đổi. Vì thế, tôi sẵn lòng chờ đợi 3 ngày để tận mắt thấy sự thay đổi trên mọi miền đất nước. Tôi mong đợi anh Trọng ra thông báo, chỉ thị cho tất cả mọi cơ quan công quyền trong nước phải kéo tấm biểu ngữ Đảng Cộng sản Quang Vinh Muôn Năm, mở ngoặc đóng ngoặc, và thay vào tấm biểu ngữ mở ngoặc Tổ quốc trên hết, đóng ngoặc. Tổ quốc là của chung, không phải của riêng ai, cũng không phải của Việt Nam Cộng Hòa. Mong rằng anh Trọng đừng ngại cho rằng câu Tổ quốc trên hết, đóng ngoặc, là của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Đây chỉ là một bước thay đổi nhỏ, nhưng nó sẽ bắt đầu cho một sự kiện lớn. Đó là lòng yêu nước đã được đặt đúng chỗ, để tránh mang tội phản quốc đối với toàn dân, đem Đảng Cộng sản Việt Nam của mình mà đặt trên cả Tổ quốc thì phải mang tội phản quốc. Dễ hiểu mà, phải không anh Trọng? Chấm hỏi. Còn nếu sau 3 ngày, tức sau ngày 24 tháng 7 2019, tôi chẳng thấy có chỉ thị nào của anh, tôi sẽ chửi thẳng vào bộ mặt dơ giấy biệt dân của anh rằng, mở ngoặc, thằng Trọng nó lại gạt dân một lần nữa, đóng ngoặc. Với truyền thông Facebook, với lực lượng AK-47 và chục ngàn người của ban tuyên giáo, tôi mong rằng bức thư này được đến tai anh Trọng. Kính anh. TV256 viết cái bài này cũng là có cái tâm để mà tha thứ cho cái tội phản quốc của anh. Suốt mấy chục năm qua, chưa bao giờ các anh đặt cái Tổ quốc trên hết, các anh đặt cái Đảng Cộng sản Quang Vinh Muôn Năm ở trên hết. Đây là cái hình ảnh rất là rõ của cuộc họp khóa 12 nè, cuộc họp thứ 5 nè, thấy không? Thấy không? Trong một cái cuộc họp quốc hội, các anh để cái biểu ngữ là Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm ở trên hết. Nó chẳng khác nào là Đảng Cộng sản Việt Nam là Tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một cái đảng phái thôi thưa anh. Không thể cái nào mà các anh đặt cái đảng phái của anh mà sánh là bằng cái Tổ quốc được hết. Nếu mà các anh làm như vậy là chứng tỏ các anh là những tên phản quốc. Nó đúng như vậy. Mà các anh đã từng gọi là ra hiến pháp, gọi là quốc hội là cơ quan quyền lực nhất theo điều 69. Nhưng mà tại sao lại phải đứng dưới cái biểu ngữ là Đảng Cộng sản Quang Vinh Muôn Năm thưa anh? Đây là một điều sai lầm trầm trọng mà TV phải lên tiếng. TV thách tất cả những cán bộ cộng sản đó, có thể nào mà biện luận được cái điều mà sai lầm này không? Mà điều sai lầm này nó vô cùng nguy hại. Nó trở thành những đảng viên Đảng Cộng sản đều trở thành những tên phản quốc. Tại vì các anh đặt cái Đảng Cộng sản của anh lên Quang Vinh Muôn Năm mà, chứ đâu phải là Tổ quốc Quang Vinh Muôn Năm đâu, hoặc là Tổ quốc trên hết đâu. Thành ra các anh trở thành những tên phản quốc. Mà nó theo thói quen rồi, nó từ nhỏ tới lớn đó, các anh làm việc phản quốc mà các anh không biết nữa. Khổ như vậy đó. Các anh không biết là các anh đang làm những điều phản quốc. Giống như các anh gọi là dương cái cờ đỏ sao vàng phúc kiến của giặc Tàu để coi đó là lá cờ Tổ quốc. Đó cũng là một cái hành động phản quốc đó. Rồi các anh đưa cả lá cờ mà búa liềm của đảng của anh, các anh đó đứng trước cái lá cờ đỏ sao vàng cũng là phản quốc. Tất cả những hành động của các anh hiện là phản quốc. Các anh xem cái giặc Tàu đó mà đàn áp người dân đó, các anh cứ cho là tàu lạ,
các anh không dám nói đến cái tên Trung Cộng độc ác, tìm mọi cách để mà xâm chiếm đất nước của chúng ta từ hàng ngàn năm qua. Các anh mang tội phản quốc đó. Và ngày hôm nay TV thấy có một cái sự thay đổi rất lớn là anh Trọng đã đặt, gọi là phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết. Nghe cái câu này nói thì TV rất là mừng. Và TV tin rằng có thể đây là sự thật. Hiểu không? Thành ra TV xin gọi anh bằng cái tiếng Anh thân thương. Hiểu không? Nhưng mà trong trong 3 ngày thôi nhé. Tiếng Anh này chỉ trong 3 ngày thôi nhé. Chứ không có nhiều đâu. Nếu mà anh không có ra những cái chỉ thị để mà kêu gọi thay đổi, hiểu không? Thay đổi kéo luật cái tấm biểu ngữ gọi là Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm đi, trở thành một cái tấm biểu ngữ gọi là Tổ quốc trên hết, hoặc là Tổ quốc Việt Nam Quang Vinh muôn năm. Nếu mà các anh làm được điều đó thì các anh tránh được cái tội phản quốc. Và lúc đó TV256 cũng như là nhiều người khác sẽ đồng lòng với các anh và không có trách cái tội phản quốc của các anh nữa. Chứ hiện tại các anh là những người đang phản quốc đấy. Thành ra đây là chỉ là cái lá thư giờ là chân tình gửi đến anh thôi, mà chỉ trong 3 ngày thôi. Chứ sự thật ra đó, TV đó, 256 đó, không có tin tưởng đâu. Không có tin tưởng đâu. Nhưng mà vẫn cho anh 3 ngày, gọi anh bằng tiếng Anh thân thương. Nhưng mà sau 3 ngày đó thì các anh sẽ biết. Hiểu không? TV256 không còn gọi các anh là anh Trọng nữa đâu. Mà nói thật là một cái thần gọi là biệt dân, một cái thần gọi là dối gạt dân, mị dân, đúng không? Một cái thằng khốn nạn, nói thẳng với anh như vậy. Đúng. Thôi TV chấm dứt bữa nói chuyện ngày hôm nay và cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe diễn đàn TV256. Xin mến chào quý anh chị em thân thương.